tôi kể cho các vị nghe câu chuyện của vua A Xà Thế. Là A Xà Thế vương, con của vua Ba Tư Nặc. Vua cha năm đó cũng 80 rồi. Và ông là một vị minh quân trị vì đất nước Ấn Độ vào thời ấy. Ông là đệ tử Đức Thế Tôn, một Phật tử rất là chân chính, rất là ham tu. Ông không nghĩ rằng mình phải truyền ngôi cho con, vì nghĩ rằng Thái tử A Xà Thế còn trẻ quá. Cho tới một hôm, A Xà Thế vương đã lớn rồi, ông rất là thích làm vua. A Xà Thế được nhóm bùn thần suối. Lúc nhà vua đi vi hành đâu đó thì để long bào, để mũ miệng lại. A Xà Thế vương khoác vào thử và leo lên ngai chệch chệch ngồi. Và quần thần bắt tội, nói là vua cha còn đang tại vị mà hoàng tử dám mặc áo long bào, dám đội mũ lên ngôi vua, có ý tiến ngôi, cho nên bắt giam và đòi xử chém. Nhà vua về hay chuyện này, nhà vua nói hay thả con ta ra. Cái ngôi vua đâu quan trọng mà phải hành xử như vậy. Ta là đệ tử của Như Lai, ta coi cái ngôi vua như là chiếc dép rách, cần ta cởi nó ra thôi. Các khanh hãy thả con ta ra. Khi thả ra rồi thì hoàng tử A Xà Thế ông không hài lòng. Ông nghĩ là đáng lẽ nhà vua phải chết, chứ tại sao sống hoài. Mình rất là thèm làm vua, mặc thử long bào, ngồi thử trên chính bệ, thấy nó hạnh phúc làm sao. Cho nên sau đó ông bàn với một nhóm quần thần và lật đổ ngôi vua. Âm mưu bất thành, cho nên ông lại bị bắt một lần thứ hai, bị trói gô lại. Và khi dẫn ra trước triều đình, nhà vua hỏi chứ vì cớ sao mà con nỡ phản bội cha như vậy. Con nên biết rằng sớm muộn gì ngai vàng này cũng thuộc về con, đất nước này sớm muộn gì cũng thuộc về con. A Xà Thế vương khóc nức nở, nói dạ tâu bệ hạ, con rất muốn làm vua, con muốn làm vua sớm, con không muốn đợi tới bệ hạ băng hà con mới làm vua. Nhà vua mỉm cười nói, ồ, tưởng việc chi khó, chứ việc này dễ quá, con chỉ cần nói với cha một tiếng thôi, cha sẽ nhường ngôi vua cho con vào ngày mai liền tức khắc, và không cần con phải cử binh, không cần con phải làm phản gì cả. Thế là nhà vua thả thái tử ra. Và hôm sau nhà vua viết chiếu truyền ngôi và làm lễ đăng quang cho A Xà Thế vương làm vua của vương triều Ma Kiệt Đà. Khi A Xà Thế vương lên ngôi vua rồi thì theo cái thói thường chúng ta nghĩ chắc hẳn là nhà vua rất là hài lòng và mang ơn vua cha đã truyền ngôi cho mình. Nhưng mà không phải như vậy. Xà Thế vương lại nghe lời xúi dục của một nhóm quần thần. Quần thần nói, bệ hạ không có biết đâu, Ba Tư Nặc vương này rất ư là nguy hiểm. Ông trị vì vương quốc này bao nhiêu mươi năm, bàn dân thiên hạ đã một lòng quy hướng và rất là kính mộ nhà vua. Cho nên sớm muộn gì nhà vua cũng hối hận và lấy ngôi của bệ hạ lại. Cho nên bệ hạ phải tìm cái cách khử trừ nhà vua cho chết thì mới chắc ăn. Và A Xà Thế vương nghe như thế cũng hợp lý. Cộng thêm một nỗi niềm là vua cha rất là vua lâu quá, ông đã sinh tâm ganh tị và thù hận vua cha rất là nhiều. Cho nên ông ấy bắt giam nhà vua trong buổi tối, giam vua. Nhưng mà nghĩ vẫn chưa chắc ăn, tại vì nhà vua vẫn còn sống. Cho nên ông ra lệnh cho ngục tốt là phải bỏ đói nhà vua, không được mang thức ăn gì cả. Nhưng mà hoàng thái hậu thì được phép đi thăm vua cha, cho nên bà Vi Đề Hy, bà không biết làm cách nào, bà mới tắm gội thật là sạch, bà mới lấy một lớp bột bà trát vào tay của bà mang vô trong ngục và quấn khăn nước vào để bà vô đó bà vắt nước ra cho vua uống, và lấy hồ từ trong tay của bà ra để cho nhà vua ăn. Và A Xà Thế vương nhốt vua cha như thế khoảng chừng một tháng, hỏi cai ngục chết Ba Tư Nặc vương chết chưa, thì ngục thái nó báo, nó nói dạ chưa, nhà vua vẫn còn sống mà hồng hào, ngày nào cũng thấy hướng về núi Linh Thú đảnh lễ Đức Thế Tôn cả.
A Xà Thế Vương nói lý do gì sao mà không chết? Quân nói dạ thưa, bởi hôm Hoàng Thái Hậu vô thăm đều mang thức ăn vào. Hoàng Thái Hậu vắt nước từ trong khăn cho vua uống. Hoàng Thái Hậu lấy bột từ trong tay của Hoàng Thái Hậu ra cho vua ăn, cho nên nhà vua vẫn sống. A Xà Thế Vương nghe thế cho nên ông cấm Vi Đề Hy không được vô thăm Ba Tư Nặc Vương nữa. Và sau đó thì khoảng chừng hơn một tuần, Ba Tư Nặc Vương chết. Có điều đặc biệt là khi Ba Tư Nặc Vương chết rồi thì ngày ấy Xà Thế Vương cũng vừa sinh một đứa con đầu lòng. Và khi đứa con đầu lòng chào đời rồi thì nhà vua mừng lắm. Cái tấm lòng của hoàng tử lần đầu tiên biết rằng mình là bố của một đứa con, ông hạnh phúc vô cùng. Ông chạy lăng xăng chạy vô thăm bà mẹ của mình, bà Vi Đề Hy, hỏi mẹ à, con không ngờ là cái cảm giác đầu tiên được làm cha nó làm cho con rất là hạnh phúc. Con cảm thấy thương cái đứa bé còn đỏ hỏn trong nôi nó vô cùng. Con không biết là hồi xưa mẹ có thương con như vậy không? Vi Đề Hy nói, con à, con thương con của con mới sinh ra có một phần thôi. Con nên biết tấm lòng của người mẹ thương con của chính mình đẻ ra nó nhiều hơn con gấp nhiều lần nữa. Khi đặt nó vào bụng mẹ đã thương, nuôi nó từng ngày mẹ đã thương, nghe nó thở thoi thóp trong bụng mẹ đã thương, nó chòi mẹ rất đau mẹ cũng thương, rồi nó chào đời nó khóc quê que, cái tiếng khóc đầu tiên làm cho mẹ cháy mắt. Con hãy tưởng tượng ra cái lòng thương của mẹ gấp trăm ngàn lần so với con thương đứa con của con. Anh nghe lời đó cái anh rất là bàng hoàng. Anh nói, thế thì bố con ngày xưa có thương con vậy không? Giống như con thương con của con không? Vi Đề Hy nói, con à, mẹ kể cho con nghe một chút chuyện nhỏ thôi để con biết. Ở lúc mà sinh con ra đời, thầy tướng nói là con có cái tướng sát phụ. Thầy tướng khuyên là hãy đem con bỏ đi hoặc cho ai đó khỏi biên giới quốc gia. Nhưng mà bố con nặng nặng là dù thế nào đi nữa, nó là hạt máu của mình phải nuôi thôi, không được quyền đem cho ai cả. Rồi tới lúc con một tuổi, chưa tròn một tuổi, con bị nhọt ở cánh tay. Cái nhọt này không có ngữ y nào có thể điều trị được. Nó đau nhất, con hoàng hoại, con la khóc cả đêm. Và bố con bản thân là một ông vua, phải bỏ công việc triều đình ngậm cái tay của con như vậy. Mà mỗi lần ngậm vô bố con múc á, thì cái cơn đau nó mới dịu. Và miễn không múc cái tay thì cơn đau nó lại nổi lên. Con la khóc như vậy ngày này qua ngày kia, cho đến lúc mủ trong tay nó vỡ ra. Và bố con cũng không dám bỏ cái tay con ra ngoài nữa. Tất cả mủ trên cái nhọt của cái ngón tay kia bố con phải nuốt hết vào người. Rồi sau đó một hôm thì con mới lành hoàn toàn, con mới hết khóc. Con thử hình dung coi có một người cha nào không thương con đâu. Con thử hình dung coi một vị hoàng đế đương triều bỏ công việc triều đình chăm sóc một đứa con bệnh như con, thì con nghĩ lòng của bố con đối với con nó có nặng hơn con đối với đứa bé còn đỏ hỏng trong nôi chừng nào thì con đủ biết. Cái A Xà Thế Vương nghe điều này rất là bồi hồi, ra lệnh quốc hãy tới ngục thất thả cha ta ra. Nhưng tha ôi, ngài Ba Tư Nặc Vương đã ra đi mất tiêu rồi, đã chết khô xác lâu rồi. Đó là một câu chuyện ở trong văn học của Phật giáo. Và tôi kể điều này ra để chia sẻ cùng các vị vài điều thôi. Điều thứ nhất là thế này. Điều thứ nhất là có khi mình nuôi con, mình cực khổ với những đứa con, và mình nhớ lại ân của bố mẹ, ơn của người đã cho mình vào đời, đã nuôi cho mình trưởng thành, mình muốn đền đáp một cái gì đó, có khi nó quá muộn. Đó là điều thứ nhất. Các vị hãy nhớ như vậy. Có những cái mà ta đang có trong tay, ta không biết họ dùng, ta không biết cảm thấy hạnh phúc. Đợi tới lúc mà mình phát giác ra, hạnh phúc nó không phải xa. Hạnh phúc là sự có mặt của mẹ, sự có mặt của cha. Tới lúc mình phát giác ra chuyện ấy thì đã muộn. Có khi người thân của mình đã về bên kia thế giới rồi. Cho nên cái điều đầu ở đây tôi xin nhắc các vị là ta có hạnh phúc vô cùng khi bố mẹ còn sống,
Nếu các vị không biết hưởng lấy hạnh phúc của những đứa con đang còn bố còn mẹ, đợi đến lúc hai ông bà ra đi thì chuyện đó rất là buồn, ta hối hận không có kịp. Ta có thể mua được mọi thứ khi có tiền, ta có thể không vừa lòng người hôn phối này, ta cưới người hôn phối khác, chuyện đó đâu phải khó. Thế nhưng ta không thể không vừa lòng các bà mẹ này bỏ tiền mua các bà mẹ khác được, chắc như thế. Ta không thể không vừa lòng ông bố này bỏ tiền ra mua được ông bố khác, thưa, chắc không thể được. Cho nên hãy biết trân quý những người thân của ta còn có mặt, đó là điều đầu tiên xin các vị nhớ. Cái điều thứ hai cũng từ cái câu chuyện A Xà Thế Vương, ta nhớ thêm một điều nữa là, thưa các vị, mình có con rồi, mình phải biết ơn lớn của người đã sinh ra ta. Thế thì cái điều còn lại chúng ta phải làm đó là ta hãy dành một chút thì giờ của đời sống của chính mình cho những người thân. Mình cứ nghĩ là cái ăn, cái mặc, cái ở, cái tiêu xài, mọi tiện nghi của đời sống đã đủ rồi, không cần gì thêm. Thưa, không phải như vậy. Cái những người già cần không phải là ăn sang mặc đẹp. Cái bố mẹ ta cần đó là vài lời thăm hỏi của ta, một cử chỉ thể hiện chút tình là đủ, chứ không phải là tiền, không phải là bạc, không phải là thức ăn ngon đâu. Đôi khi có những buổi khuya các vị thử thức giấc, các vị lò mò đi vào phòng thử các ông bố mình ổng nằm ngủ ra sao, các vị tắt cái mền lại. Đôi khi các vị chỉ cần ngồi bên cạnh mẹ mình, vỗ vai bà, hỏi vài câu, cái đó rất là quan trọng. Tiền dĩ nhiên là nó làm nên mọi thứ, nhưng mà tiền nó không làm được cái tình cảm yêu thương đâu. Cho nên ta hãy biết trân quý sự có mặt người thân của mình, phải làm những cái điều rất dễ dàng có trong tay. Và điều ấy tôi nghĩ nó không phải là khó làm lắm. Các vị chỉ cần bỏ một chút thời giờ, bỏ một chút tấm lòng, làm được cái điều này đẹp đẽ biết là bao. Và ta làm được điều này, thưa, nó sẽ tuyệt vời. Điều thứ nhất là các vị sẽ nếm được cái hạnh phúc của người còn cha còn mẹ. Điều thứ hai, các vị làm được điều này, rõ ràng là đời sống của ta làm gương được cho con em của chúng ta trong tương lai. Con cháu của chúng ta nó không nói, nhưng mà tôi chắc chắn một điều là nó sẽ bắt chước các vị những cái việc làm đẹp đẽ ấy. Văn hóa Đông Phương, văn hóa Tây Phương đều có một nét giống nhau, đó là niềm tri ân. Niềm tri ân sâu sắc trong trái tim ta lớn bao nhiêu thì tức khắc là ta là người có hạnh phúc bấy nhiêu. Niềm tri ân có trong trái tim ta, nó cũng làm được cái điều tuyệt vời là nó sẽ làm cho thế hệ con em của ta sẽ thừa hưởng được cái di sản đạo đức của chính ta, thừa hưởng được cái đẹp đẽ của văn hóa của Đông Phương. Nó làm được cho cuộc đời đẹp, nó sẽ làm được cái món quà tặng tuyệt vời cho người thân, cho thế hệ tương lai. Và chắc chắn một điều, hạnh phúc không phải được làm bằng tiền. Dĩ nhiên tiền quan trọng đó, nhưng hạnh phúc nó được làm bằng cái gì cao hơn tiền nữa kia, tức là làm bằng trái tim nhân ái, làm bằng cái tình cảm chân thành, làm bằng cái niềm tri ân, làm bằng cái nền tảng đạo đức rất là vững chắc của chúng ta. Ví dụ như ta có mọi thứ mà trái tim ta nó khô héo, nó không có sự yêu thương, thì chắc chắn cuộc đời ta bất hạnh. Ta có thể tặng cho con cái ta này của cải, này sự nghiệp, này tiền bạc, nhưng cái đạo đức căn bản ta không tặng cho nó được, chắc chắn một điều là trong tương lai đi vào đời nó cũng bất hạnh thôi. Cho nên tự thân các vị là một người biết trân quý sự có mặt của bố mẹ mình, một lời hỏi thăm, một cử chỉ chăm sóc, một cái sự yêu thương thể hiện ra nhỏ nhỏ thôi, nhưng cái sức mạnh của nó lớn vô cùng, nó đánh động được tâm thức của trái tim các cháu, nó làm cho con em của chúng ta bắt chước được những điều này để hành xử trong cuộc đời. Nó tạo được hạnh phúc cho chính nó và tạo được hạnh phúc cho nhiều thế hệ tương lai chỉ bằng cái cách hành xử tri ân người sinh ra các vị. Chỉ cần chừng đó việc, chúng ta đủ làm được cái điều đẹp đẽ cho ngày lễ Vu Lan rồi.
các Phật tử là tôi chia sẻ những điều ngắn như thế, tôi không biết là có đủ để cho các vị ghi nhận hay chưa. Tuy nhiên nếu nói dài tôi nghĩ cái gì cũng quên. Thứ hai nữa là hôm nay vậy như tôi cũng đổi tông, cái giọng nói nó không có được rõ ràng lắm, tôi sợ nói nhiều thôi tôi tắt tiếng mất, cho nên xin phép dừng ở đây được chưa ạ? Và trước khi hồi hướng thì một điều tôi xin nhắc lại để cho các vị nhớ, ca dao Việt Nam chúng ta có một câu là mẹ già như chuối ba hương, như thôi đến một như đường mía lao. Tất nhiên cái câu đó còn thiếu á, thiếu cái gì biết không? Người ta nói mẹ không hoàn không nói đến cha, phải không? Tuy nhiên không cần nói tới cha, tại sao? Tại vì trong mẹ đã có cha, bố và mẹ chúng ta còn sống là một cái sự hiện diện ngọt ngào như chuối, như xôi, như mía lao, như đường. Cái sự ngọt ngào này ta đến hay ta thương yêu là ta ăn được mía ngọt, ta ăn được xôi ngon, ta nếm được hương vị của chuối ba hương, mà ta quay lưng ta từ chối có nghĩa là ta thiệt thòi thôi. Thương yêu là một quà tặng cho chính trái tim ta. Các vị thử nhìn coi là khi nào lòng các vị thương yêu rạc rào thì lúc đó các vị hạnh phúc, có phải vậy không? Khi lòng các vị mà bực bội nè, giận tức nè, thù hận nè, lo lắng nè, bất an cay cú thì lúc đó các vị bất hạnh. Cho nên thương yêu là một quà tặng hạnh phúc cho chính tự thân của ta, chứ không phải là người được thương hạnh phúc. Có khi ta phải nhìn là vấn đề như thế. Cho nên thương bố mẹ, thương người thân, trân quý tất cả sự có mặt của những người thân, điều đó là quà tặng rất lớn cho cái niềm hạnh phúc của các vị. Các vị hãy biết làm giàu đời sống của các vị bằng cái niềm hạnh phúc có mặt trong trái tim. Và trong những cách làm giàu hay nhất và không tốn tiền, không tốn công, đó là làm cho trái tim của các vị có sự tri ân, có sự thương yêu đối với người thân của các vị, thì tự nhiên các vị là người giàu hơn gấp bội trong cuộc đời này. Ta có của tiền, ta có mọi thứ, nhưng lòng ta không có sự thương yêu, lòng ta không có sự tri ân thì ta là người bất hạnh. Ta không có gì cả, không bằng ai cả, nhưng lòng ta tràn đầy mặt ngọt với sự thương yêu thì chắc chắn một điều, ta là người hạnh phúc. Điều cuối cùng tôi nhắc chuyện đó để các vị lưu ý, ta đang có một kho tàng hạnh phúc trong tay, ta đang có kho tàng hạnh phúc trong trái tim, ta hãy biết làm cho nó tuôn chảy để cho đời sống mình có hạnh phúc. Bằng không thì ngày tháng đi qua 30 năm, 40 năm, hoặc cái đi qua gần nhất là người thân ta ra đi, hoặc ta ra đi, thì thiệt thòi cho chính tự thân chúng ta vô cùng khi sống trong cuộc đời này. Cho nên mong rằng các vị nhân ngày lễ Vu Lan hãy biết quay lại nhìn lại đời sống chính mình để cảm thấy hạnh phúc. Khi mình còn có bố và mẹ, khi mình còn có người thân. Và cái điều này nó mở rộng ra luôn nhiều lĩnh vực lắm. Các vị sẽ cảm thấy hạnh phúc khi các vị có những đứa con để thương, có một đối tượng để thương là một điều hạnh phúc nó dâng cao trong lòng ta. Rồi cái hạnh phúc cuối cùng là các vị quay lại các vị thương cái gì để thấy hạnh phúc. Các vị quay lại các vị thương cái thân này đi để hạnh phúc. Có khi mình rất là vụng về, mình không biết thương mình, cho nên mình đọ đài đó, mình lòng tình lòng tội đó vô cùng. Các vị hãy nhớ là hình hài này thưa, nó không phải dễ dãi đối với đời sống chúng ta đâu. Nó khó khăn vô cùng, chỉ cần một cái tế bào liên nghịch ta ung thư, chỉ cần một cái sơ sẩy của một cơn gió thì ta đi đến cái chết, chỉ cần một cái tai nạn ngoài đường phố ta cũng không còn có mặt trên cuộc đời. Cho nên ta hãy trân quý sự có mặt của chính mình. Sẽ có lúc ta đi rất là nặng nề, đi năm ba bước rất là cực, sẽ có lúc mắt ta nhìn không có tỏ, sẽ có lúc ăn không ngon, sẽ có lúc người ta không có cho mình thở cái lỗ mũi này đâu, người ta dùi cái ống đưa vô đây để mình thở. Và tới chừng đó mình trân quý sự sống mình thì muộn lắm. Cho nên
Đối với những bậc bố mẹ, những người già, xin các vị nhớ cho con hình hài này, dù tóc bạc, dù đi đứng khó khăn, ta hãy trân quý từng hơi thở vào, hơi thở ra, làm cho lòng mình nó nhẹ, nó vơi, nó đừng có nặng nề, đừng có bực bội, đừng có tức tối. Đôi khi mình trách con, trách cháu, có khi cái đó không có đúng lắm, mình hãy trách mình trước cái đã. Con cháu nó không tới gần gũi mình, tại sao? Tại vì mình càng già càng khó chịu, cho nên mình phải làm thế nào? Lòng mình mở rộng nè, cái chất yêu thương nó đầy giống như người trẻ. Thế thì các vị sẽ thấy là bao nhiêu con cháu nó quay lại chung quanh ta, và không có cái gì tội tình cho cuộc đời mình bằng tuổi già cô đơn cả. Tuổi già muốn không cô đơn thì tuổi già ta phải cố gắng là thực tập làm thế nào mỗi một hơi thở vào hơi thở ra ta phải tu. Các vị thử làm giàu cuộc sống mình bằng hơi thở vào hơi thở ra, các vị tu thì các vị sẽ thấy là lòng mình càng ngày càng thênh thang, càng dễ chịu, càng tươi mát. Khi lòng các vị thênh thang, dễ chịu, tươi mát thì con cháu các vị nó sẽ thương yêu, nó sẽ gần gũi. Bằng các vị không làm được điều này, thưa, chắc chắn một điều là ai cũng sợ, không dám lại gần. Ta dù có rủ rê họ, họ cũng không tới. Cho nên các vị phải làm được một điều là đối với người trẻ, hãy trân quý tất cả những cái đối tượng mình đang sở hữu để rải lòng thương. Đối với những người già, hãy biết quý tiếc từng hơi thở để tu, làm cho lòng mình cái chất liệu của yêu thương dễ chịu càng ngày càng giàu, để làm cho đời sống mình có hạnh phúc. Bằng không như thế thì ta tự nhiên làm khó cho chính mình thôi. Đó là hai điều tôi nhắc trước khi chúng ta hồi hướng, và mong rằng nhân ngày lễ Vu Lan các Phật tử hãy biết quay về những điều rất là gần gũi trong cuộc sống đời thường để thực tập, để nếm được cái hương vị hạnh phúc cho cuộc đời. Bằng không như thế thì đời sống chúng ta 50 năm, 70 năm chất nặng, sầu lo, buồn tủi rất là tội. Chúng ta phải làm thế nào một ngày sống trong nhân gian, ta phải làm cho cuộc đời mình càng nhẹ gánh, càng thảnh thơi, càng có niềm vui, thì điều đó nó mới đúng với cái đời sống của mỗi con người, mới xứng đáng với cái thọ mạng chúng ta trên trần gian. Và kính mong đại chúng ghi nhận những điều tôi chia sẻ tuy ngắn nhưng nó đầy chân tình, và mong rằng các vị hãy quay lại cái suối nguồn hạnh phúc của chính các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn đại chúng.